chào quý vị và các bạn. Một vùng rộng lớn khắp các tỉnh từ Bắc Bộ xuống đến Trung Bộ đang trải qua những ngày thời tiết không mấy dễ chịu, chủ đạo là nắng và nóng. Thậm chí lúc trưa và đầu giờ chiều thì nắng còn gay gắt và nóng hầm hập với mức nhiệt độ phổ biến là 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ ở Bắc Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nguyên nhân chính gây nắng nóng diện rộng chính là vùng áp thấp nóng ở phía Tây vẫn đang tiếp tục chi phối. Từ nay cho đến hết ngày 19 tháng 5, tức là thứ Bảy cuối tuần này, toàn khu vực Bắc Bộ nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ giảm nhẹ đôi chút. Trong đó, vùng nóng hơn sẽ là khu vực phía Nam của Sơn La, Hòa Bình kéo dài sang các tỉnh Trung Du như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang và vùng đồng bằng như thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình với ngưỡng nhiệt độ cao nhất duy trì từ 35 đến 36 độ, có nơi xấp xỉ 37 độ. Các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ trưa chiều có giảm nhẹ hơn đôi chút nhưng cũng vẫn cao, xấp xỉ là từ 33 đến 35 độ. Chỉ có các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, thời tiết dịu hơn, nhiệt độ cao nhất xung quanh ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Thời tiết chỉ có sự thay đổi từ ngày 20 tháng 5, tức là chủ nhật tuần này. Mặc dù ban ngày trời còn oi nóng và khó chịu, tuy nhiên cường độ nắng bắt đầu giảm nhẹ hơn. Đến khoảng chiều tối và đêm thì vùng núi phía đông khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại. Mưa khiến cho nền nhiệt độ trong đêm, ngày chủ nhật cuối tuần giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn. Với dải đất miền Trung, từ ngày mai cho đến 2 ngày nghỉ cuối tuần, nắng và nóng tiếp tục duy trì và kéo dài dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất tại đây được dự báo duy trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Nhiệt độ cao hơn cả vẫn là những nơi thuộc vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài xuống đến Tuyên Hóa ở Quảng Bình, Đông Hà ở Quảng Trị hay Nam Đông ở Huế, Ba Tơ ở Quảng Ngãi và Sơn Hòa ở tại Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất đạt tới 37 đến 38 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng gây ra đạt cấp 1. Tình hình nắng nóng tại các tỉnh miền Trung được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới. Do vậy, người dân khu vực cũng nên sắp xếp làm các công việc phải làm ở ngoài trời vào lúc sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn khi mà nhiệt độ ngoài trời mát mẻ hơn và tránh ra đường vào thời điểm nắng gay gắt từ 11 giờ đến 16 giờ. Ngoài ra, quý vị cũng nên bổ sung nước thường xuyên để bù lại khả năng mất nước do đổ mồ hôi nhiều. Tại các tỉnh thành phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong 3 ngày tới, nền nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 32 đến 34 độ tại khu vực Tây Nguyên và 34 đến 36 độ ở khu vực Nam Bộ. Đáng lưu ý về chiều tối thì mưa dông vẫn xuất hiện dù phân bố không đều về diện và cường độ, tuy nhiên mưa dông lại thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc, gió giật mạnh nên chúng ta cũng nên hết sức cẩn trọng, đặc biệt là tại một số nơi thường có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh trong giai đoạn này như ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai. Ở trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành là gió Đông Nam đến Nam có cường độ yếu, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi nên nhìn chung là ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Bản tin thời tiết cuối ngày 17 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.